chào quý khán giả, xin kính chào quý đồng hương. Điều ưu tư của chúng ta là thế hệ thứ nhất trong dòng đời tị nạn, là những con em của chúng ta đã hiểu sai lệch về lịch sử, về một giai đoạn của đất nước mà những người cha ông đã từng sống, đã từng góp công sức vào giai đoạn đó, mà đã bị người cầm quyền cộng sản đã cố tình bóp méo sai lạc. Và đã 40 năm, những người đã sinh ra từ năm 75, năm nay cũng đã 40 tuổi, và bao nhiêu lớp trẻ đã trưởng thành tại hải ngoại. Mà những phương tiện sách vở, học tập đều có thể bị bóp méo hoặc là không đúng sự thật. Và chúng ta vẫn ưu tư và ưu tư. Làm thế nào để giải đáp, để giải tỏa những điều đó? Đó là lý do mà chúng tôi đang có mặt trong phòng hội thoại hôm nay. Xin giới thiệu, thứ nhất là chị Triều Giang, là hội trưởng của Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt. Thứ hai là chị Hoàng Dung, là phụ tá của Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt. Người thứ ba là võ sư Vua Bình Nam Nguyễn Tiến Hóa. Kính thưa chị Triều Giang, nghe nói là hội đã làm rất là nhiều cái công việc để làm tài liệu lịch sử cho một giai đoạn của đất nước chúng ta. Có thể chị cho một khán giả biết một vài nét về những hoạt động của Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ. Dạ vâng. Dạ. Thưa anh, thì cái lý do để hội được thành lập, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, và quý vị thường gọi là VASF, được thành lập cách đây 12 năm với cái mục đích là để cải thiện những cái điều anh vừa nói. Tức là chúng ta sang đây cũng đã 40 năm rồi, nhưng mà khi con em chúng ta đi học về chiến tranh miền Nam, những gì xảy ra cho những người miền Nam Việt Nam chúng ta sau cuộc chiến chấm dứt đó, thì các em không tìm được những cái kiến thức về cái giai đoạn lịch sử đó một cách đúng đắn, nhiều khi còn xuyên tạc và có khi còn bôi nhọ nữa. Do đó hội đã được thành lập để mà cố gắng để cải thiện vấn đề này. Yeah. Thì trong thời gian 12 năm vừa qua thì hội đã làm được cái phần gì mà quan trọng nhất không chị ạ? Dạ vâng. Thưa anh thì, và quý vị thính giả, thì hội đã nhắm vào giới trẻ và học đường. Do đó mà hội đã cộng tác với 4 đại học: Texas Tech, Rice University, UT tại Austin và trường UCI ở bên California. Cái bộ sưu tập lớn nhất đó là về tù nhân chính trị Việt Nam, gồm trên 2.100.000 trang. Khi mà đưa vào Việt Nam Center ở trường Texas Tech đó thì nó chiếm 1/3 của cái lầu 2. Và đã nhiều nhà nghiên cứu và các thầy cô đã so sánh nó với cái bộ sử của người Ái Nghĩ Lan khi người ta nhập cư vào đây. Và đã rất nhiều những em mà làm PhD đó dùng cái tài liệu này để làm cái coi như cái thesis cho cái bằng tiến sĩ của họ, mà nhiều em mà không phải nước Mỹ không. Và Thụy Sĩ cũng có, Đài Loan cũng có, nhiều nơi trên thế giới cũng đã đến Việt Nam Center để dùng tài liệu đó. Cái thứ hai là cái bộ cũng quan trọng lắm, gọi là lịch sử oral history, lịch sử truyền khẩu. Thì hội đã đi 14 thành phố trên toàn nước Mỹ, những nơi mà có đông người Việt chúng ta phỏng vấn, và đã phỏng vấn được trên 700 người và đưa vào 4 đại học. Trong đó mới kể đó, và các cái đại học này đã dùng để giảng dạy và nghiên cứu, thì hy vọng rằng hội sẽ đưa được thêm vào những đại học khác tại Hoa Kỳ này, thưa anh. Dạ. Yeah. Qua những phương tiện truyền thông thì chúng tôi được biết hội của chị đã thực hiện một cuốn phim về lịch sử. Mà chúng tôi không thắc mắc là không biết là hội đã học làm phim từ lúc nào và làm sao mà có thể làm được cuốn phim. Dạ vâng. Thắc mắc của anh cũng là cái đầu tiên, là các anh em, chị em trong hội cũng nói là khi mà quyết định làm phim đấy là mình có kinh nghiệm gì không, có tiền không, tất cả đều không không. Nhưng mà vì cái quyết tâm, do đó mà hội đã cố gắng làm. Thì cũng như là nghề nó dạy nghề, thưa anh, với lại mình dùng, khi mà mình không làm được thì mình dùng những chuyên viên người Mỹ, họ có cái kinh nghiệm và có cái là những người cũng là tiếng tăm trong ngành phim, thì là họ là người giúp mình làm cái công việc này. Và cái vì sao mình phải làm phim là bởi vì ban nãy chị Giang có nói đó, là hội làm việc với các đại học, tức là mình cũng chỉ có thể phổ biến đến những người dính líu đến trường học, các thầy cô, các sinh viên, học sinh, nhưng mà về đại chúng ngoài kia thì họ vẫn chưa biết. Do đó mà làm phim đó là nhắm vào đại chúng, và đặc biệt là giới trẻ cũng như là người ngoại quốc, người Mỹ và những dân tộc khác, họ biết được về cái nguồn gốc
lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Vì thế cuốn phim có cái tên thưa anh là Việt America, yeah, tức là người Mỹ gốc Việt của chúng ta đó thưa anh. Yeah. Ở đây chúng tôi thấy cô Bằng Dung là một người trẻ, thì không hiểu là cái động lực nào mà đã giúp cho cô hứng thú khi mà tham gia những cái chương trình này, nhất là để làm phim về lịch sử. Thì cô cảm thấy là có cái sự hiểu biết nào hay là có một cái suy nghĩ nào mà làm những công việc thiện nguyện không có tiền mà lại bỏ đi thời gian làm gì vậy các bạn? Dạ, cảm ơn anh Sinh. Kính thưa anh Sinh và tất cả quý vị, Hoàng Dung tới đây lúc mới có 12 tuổi, thành thử ra như rất là nhiều thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai khác là không có biết gì về lịch sử của cha ông mình, hoặc là nhớ rất là ít khi phải di cư qua đây hồi năm 75. Và vì thế Hoàng Dung có ao ước và cũng muốn là tìm được cái nguồn gốc của mình và hiểu biết hơn tại sao cha mẹ của mình thúc đẩy mình khi đi học, hoặc là cha mẹ mình muốn mình làm những cái gì phải bước tiến xa hơn những người khác và những đồng bạn không có phải là người Việt của mình. Thì khi đi làm phim như vậy thì Hoàng Dung mới hiểu được là cái sự hy sinh và cái sự khó khăn để cha mẹ tìm được tới đất nước tự do này để cho tương lai của con cháu và con em. Thì vì như vậy và Hoàng Dung cảm thấy là có thể chia sẻ được một chút xíu với tất cả cha ông đã phải bước qua thật là nhiều hy sinh để đến được đất nước Mỹ này, thưa anh. Thưa chị Triệu Giang, chị có thể cho biết sơ qua về cái nội dung của cái phim mà chị sắp trình diễn ở đây không ạ? Dạ vâng, cuốn phim này nó dài 90 phút thưa anh, và nói tiếng Anh, có phụ đề Việt ngữ. Cái nội dung của phim đó thì mình giải quyết khá nhiều vấn đề. Có nhiều người chuyên môn nói là mình hơi tham lam, nhưng mà rồi cũng có nhiều người của mình coi là nó chưa đủ. Nhưng mà 90 phút là mình cố gắng làm nó ngắn gọn như thế nào đó, là giải quyết vấn đề tại sao có chiến tranh Việt Nam, nó diễn tiến ra sao và nó kết thúc như thế nào. Và khi miền Nam mất vào tay Cộng sản, chuyện gì đã xảy ra cho người miền Nam miền Nam? Tại sao mà có trên 2 triệu người bỏ nước ra đi, mặc dù họ đi, họ chết trên biển, trong rừng sâu, núi thẳm, hay là nhiều người bị chết trong các trại tù cải tạo và sau này qua đây và qua chương trình HO? Thì đó là cái nội dung chính và cái điều ở trong cái phim này đó, nó có những cảnh rất là cảm động, hoặc là nó có những cảnh cũng rất là hùng hồn, là nói về cái cuộc chiến, cuộc chiến của người Việt Nam, miền Nam Việt Nam là cuộc chiến tự vệ có cái sự xâm lăng của Cộng sản miền Bắc. Do đó mà ở Mỹ này những cái lúc đó bị ngộ nhận, họ đi biểu tình để chống cuộc chiến tranh đó. Và trong đoạn phim thì có những đoạn rất là hùng hồn nói lên cái chính nghĩa của chúng ta. Vì thế mà Triệu Giang nghĩ rằng tất cả những khán giả ở ngoài kia sẽ cảm thấy là tìm được một phần đời nào đó của mình qua cái cuốn phim này, hay là tìm được những cái quan điểm của mình mà mình nghĩ rằng người Mỹ ở bên này đã nói rất là sai, thưa anh. Thì nghe nói là trong cái phim này có Võ Sư Hóa là một trong những tài tử chính, và nghe nói là cái đoạn phim của Võ Sư Hóa cũng đã được trình chiếu khắp nơi và được chấm giải thưởng. Thì hôm nay có tài tử Hóa ở đây, xin Võ Sư cho biết cái cảm tưởng của Võ Sư khi mà tham gia phim này, cũng như là khi được trình chiếu một vài nơi thì được cái sự phản ứng của những khán giả Mỹ như việc thế nào, Võ Sư? Dạ thưa anh Sinh và quý khán giả đồng hương khắp nơi, thật sự ra nói về cái con người của tôi chỉ là một đại diện cho 400-500 ngàn người Việt đi biển, đi tìm tự do bằng đường biển. Thì tôi là cái người đại diện cho mấy trăm ngàn người đó thôi. Thì nói đúng ra tôi chỉ là một người đóng phim một cách bất đắc dĩ, bởi vì câu chuyện tôi là câu chuyện thật, nó xảy ra thật, và tôi chỉ là cái người kể lại chuyện thật, chứ tôi không hề được học đóng phim hay là không có ai đạo diễn cho tôi đóng phim cả. Nhưng mà khi nói về câu chuyện vượt biển của tôi thì tôi đem những chuyện thật của tôi ra tôi nói. Và chính cái chuyện thật đó đã làm cho khán thính giả khắp nơi khi mà họ coi phim thì hầu như ai cũng khóc. Và sau khi chiếu phim rồi đó thì hầu như là ai cũng muốn tới để chụp hình chung với cái người sống sót trong chuyến tàu 75 người. Yeah. Thưa chị Triệu Giang, theo như sự giới thiệu là cái phim này là những câu chuyện có thật và những người đóng phim là những người thật. Thì trong cái quá trình xây dựng cái phim cũng như là thâu phim thì chị thâu ở đâu và những người thật đó là những ai? À, vâng.
Hội đã đi 6 quốc gia để mà quay cái phim này, kể cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì có chiếu ở nhiều thu nhiều thành phố khác nhau, nhưng mà có qua sang Pháp, khu Paris, rồi đi qua 4 nước Đông Nam Á gồm có Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương và bên Singapore, là những nơi mà những năm mà có phong trào vượt biển đi tìm tự do đó đã có hàng triệu người, những cái bước chân đau thương của người Việt chúng ta, rồi những cái gì còn lại ở bên đó là những khu nghĩa trang đầy những ngôi mộ tập thể của những thuyền nhân để lại. Thưa anh, là có những ngôi làng chỉ có 750 người dân số, nhưng mà số mộ nằm ở dưới nghĩa trang ở khu của họ là trên 1.500 người, tức là gấp đôi cái số người thuyền nhân bỏ xác trong trên đường đi tìm tự do, gấp đôi cái dân số của những cái làng chài dọc theo bờ biển Thái Lan, Mã Lai, vân vân. Thì thưa anh, phải nói rằng công trình cũng khá là rất là công trình, bởi cái mình phải đưa những cái đoàn phim đi những cái nơi như thế thì nó cũng khá tốn kém, nhưng mặc dù là tất cả những người từ nhân vật cho đến producer là không ăn lương. Dạ vâng, và nhân vật gồm có giáo sư Võ Tiến Hóa ở đây, gồm có chị Dương Nguyệt Ánh, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, có tướng Lương Xuân Việt. Dạ vâng, có ông Trần Tử Thanh là con trai của nhà cách mạng Trần Văn Tuyên, người mà có 6 người bị bắt nằm trong tù khi mà Cộng sản tới. Rồi có bà Khúc Minh Thơ nói về cái chương trình ra đi HO của trên 300.000 người tù nhân chính trị qua đây. Và có đặc biệt là có hai giáo sư người Mỹ, họ là người cựu quân nhân mà đã từng tham chiến Việt Nam và họ rất rành về lịch sử Việt Nam. Họ ngồi đó, họ đóng trong phim để nói lên cái chính nghĩa và cái chuyện gì xảy ra trong cái kinh nghiệm họ trải qua trong những năm chiến tranh. Dạ vâng. Xin quý khán giả giữ làn sóng trong giây phút, đôi phút chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai.